Đường chuyền của Duy Mạnh. Trọng Hoàng. Hoàng ơi! Trắng lắm! Rất đáng tiếc. Pha bóng thực sự đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu. Chúng ta đã tấn công được xuống cánh phải. Ở trận đấu trước, UAE cũng bị Thái Lan khai thác khá nhiều ở những pha tấn công biên. Chắc chắn ông Park Hang-seo biết điều này. Trọng Hoàng đi qua lão tướng 34 tuổi Yusuf Jame. Những vị trí hậu vệ biên của đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vẫn là những vị trí không được đánh giá cao. Và cho đến lúc này thì đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đang cố gắng khoét vào những vị trí đó. Có thể nói dưới thời Park Hang-seo thì mỗi một trận đấu của đội Việt Nam là một ngày hội dành cho những người yêu bóng đá, nơi mà chúng ta được thấy cao thủ chơi với chuyên môn cao, tập trung và đặc biệt là rất quả cảm. Nhìn động tác xử lý rất bài bản của cầu áo đỏ. Đường chuyền là của Trọng Hoàng. Hùng Dũng. Cơ hội. Tiến Linh. Bàn đấy. Có thể đỏ. Một tình huống phạm lỗi, một tình huống mà có thể dẫn đến bàn thắng. Thẻ đỏ trực tiếp. Thẻ đỏ là chính xác bởi vì đó là một pha bóng Tiến Linh hoàn hảo để ghi bàn. Không cần phải tranh cãi gì nữa với những pha phạm lỗi như vừa rồi. Rất nhiều những tình huống trước đó chúng ta bám biên, nhưng pha bóng gần nhất, một pha bóng rất bất ngờ, đã có một đường xẻ bóng ở tầm thấp thẳng vào khu trung lộ. Đó là vị trí mà Tiến Linh đã sẵn sàng. Và phần nào đó chúng ta gợi lại tình huống mà Tiến Linh đã có bàn thắng thứ 3 trong trận đấu gặp Indonesia. Không chỉ có vấn đề ở vị trí hậu vệ biên, ngay ở vị trí trung vệ cũng vậy. Sự trở lại của Walid Abbas cũng không có nghĩa là mọi chuyện sẽ an toàn với đội bóng áo trắng. Ở độ tuổi 34, kinh nghiệm đương nhiên là rất dày dặn, nhưng cao thủ của đội tuyển UAE cũng có thể sẽ có những vấn đề về mặt tốc độ. Nhưng với pha quay chậm vừa rồi thì không phải là người phạm lỗi với Tiến Linh là Abbas. Cầu thủ đã phải nhận thẻ đỏ là Khalifa Mubarak, người đã cặp với Abbas mang áo số 12. Sức ép đè nặng lên ông Vamawic và các học trò. Ngoài việc đá hơn người, Việt Nam còn được hưởng quả phạt. Một pha phạm lỗi từ phía sau trong một tình huống có thể ghi bàn. Chúng ta cùng chờ đợi một bàn thắng. Cơ hội rất rõ ràng. Quang Hải. Bóng đập hàng rào. Đá bồi. Phút thứ 40 của trận đấu và có thể chúng ta sẽ đá người rất nhiều thời gian. Như chúng tôi đã bình luận thì các cầu thủ Việt Nam và ông Park Hang-seo dường như đang cởi dần những nút thắt. Lúc đầu trận UAE ép sân, chúng ta có những lo lắng nhất định. Sau đó thế trận đã cân bằng và bây giờ Việt Nam đang nắm giữ lợi thế lớn. Trọng tài đã thổi phạt Tuấn Anh. Phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua với không có quá nhiều những cú sút, những tình huống thực sự được gọi là cơ hội dành cho cả hai đội. Và trên lúc này thì đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế về mặt quân số. Rất may đội bạn sút trượt. Đoàn Văn Hậu. Chúng ta đang có lợi thế về quân số và chúng ta cũng hy vọng toàn đội sẽ chơi tập trung, đá hơn người nhưng nếu cần vẫn phải chắt chiu các cơ hội. các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là đội bóng đã từng một lần được dự World Cup vào năm 1990. Trong quá khứ thì họ cũng đã 2 lần lọt vào trận chung kết của giải vô địch châu Á Asian Cup. Bóng đá UAE cũng đã từng một lần góp mặt ở sân chơi Olympic, đó là Thế vận hội London năm 2012. Đội U23 của UE không có mặt tại giải U23 châu Á năm 2018. Tuy nhiên, họ sẽ nằm cùng bảng với U23 Việt Nam tại giải đấu ở Thái Lan đầu năm sau. Bảng đấu còn có cả Jordan và Triều Tiên. Quả đá phạt chuyền bóng không chuẩn xác của Abdulrahman. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Trận đấu đang được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC1 và được rất nhiều đài truyền hình trong cả nước tiếp sóng. Bên cạnh đó, khán giả có thể theo dõi, khán giả không thể theo dõi có thể nghe radio ở các kênh VOV1 và VOV2. Chúng tôi xin cảm ơn công ty Next Media, đơn vị sở hữu bản quyền trận đấu, đã cung cấp cho chúng tôi phục vụ khán giả, và cũng xin gửi lời cảm ơn nhãn hàng Sơn Mai Color đã tài trợ phát sóng chương trình này. Bàn thắng sẽ là ngôi 1-0 cho Việt Nam. Đúng là không để lường trước những tình huống ghi bàn thế từ Vang Sơ. Một cú sút xa đầy bất ngờ và táo bạo. Một pha xử lý có thể nói là rất khó tin. Tất cả đều có thể thăng hoa trong bầu không khí đặc biệt như thế này. Bàn thắng thứ 2 của Tiến Linh tại vòng loại World Cup 2022. Cũng là một cú đá bằng chân phải, nhưng cự ly thì rất xa. Khoảng cách có thể nói là lớn. Và rõ ràng đó là một thời điểm mà ít ai dám ngờ rằng đó là cú dứt điểm. Nhưng thực sự khi xem lại, chúng ta có thể thấu hiểu được tính hợp lý của nó. Cú đá quá xuất sắc. Hai mùa giải ở đây, Tiến Linh đã trở thành một tay săn mà lợi hại tại V-League. Tuy nhiên ở V-League thì có lẽ anh cũng chưa đá được quả bóng nào đẹp như thế này, ấn tượng bất ngờ thế này từ xa. Chúng ta biết đến Tiến Linh ở khả năng không chiến, chọn vị trí tốt trước cầu môn. Tuy nhiên thực sự cú đá vừa rồi khiến cho tất cả bất ngờ. Quá tuyệt vời. 2 phút đá bù giờ cho hiệp đấu đầu tiên, và vào lúc này thì đoàn quân áo đỏ của huấn luyện viên Park Hang-seo đã vượt lên. Chúng ta có lợi thế hơn người, có một thế trận đĩnh đạc và bàn thắng đã tới. Có thể nói nút thắt của trận đấu đã được cởi bỏ. Rất nhiều lợi thế đang thuộc về cầu Việt Nam. Cho đến lúc này thì trận đấu giữa hai đội Malaysia và Thái Lan đã kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, và tỷ số hiệp 1 là 1-1. Trong trường hợp mà Việt Nam thắng UE và Malaysia hòa Thái Lan trên nhà thì đó sẽ là một điều kiện bảng đấu tuyệt vời cho Việt Nam khi gặp Thái Lan sau đây 5 ngày. Đường đến World Cup có lẽ còn rất xa, nhưng những bước đi của đoàn quần áo đỏ cho đến lúc này vẫn đang hết sức vững vàng, và chúng ta có quyền được tự hào, có quyền được tin tưởng. Những giây cuối cùng hiệp 1 của trận đấu, Abdulrahman vẫn cần phải rất cảnh giác trước những pha xoay sở kỹ thuật của các cầu thủ UE. Và cắt bóng là của Đoàn Văn Hậu. Các áo trắng đã dồn hết lên và tất cả, gần như tất cả đã có mặt trong vòng cấm. Một pha câu bổng, bóng đã được phá ra. Và đúng lúc này trọng tài Nhật Bản ông Sumida đã nổi còi khép lại hiệp 1 của trận đấu. Cầu Việt Nam đã chơi một hiệp đấu xuất sắc, chặt chẽ và hết hiệp một chúng ta đã dẫn 1-0 với bàn thắng bất ngờ từ cú sút xa của Tiến Linh. Hy vọng hiệp 2 chúng ta sẽ giữ sạch lưới và tiếp tục có thêm các bàn thắng.